cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Sarah Nguyễn Cuộc Sống London. Thì bữa nay được làm về sớm, em qua thăm chị Nga, đây là chị bạn của em. Hai mọi người. Thì em qua thăm chị đó, hai chị em đang ngồi tập thể dục và tám chuyện tào lao. Thì vô tình, trời ơi, chị đó kể cho em một chuyện em hết hồn luôn. Và em cũng hồi đó giờ em chưa có gặp, tại vì lúc em ở Việt Nam và bây giờ, kể cả bây giờ em sống ở đây mấy năm luôn, em không nghĩ là ở London có cướp luôn á. Và hôm nay thì chị đó đã bị cướp và cũng chuẩn bị tới tháng 7 cua hồn rồi. Nên là sẵn đây thì em nhờ chị đó kể lại câu chuyện để cảnh giác cho mọi người. Thì chị Nga, bữa chị cướp bị cướp ở đâu? À, chị bị cướp ở trên đường Oaken Road, đối diện với lại Asda. Là bị lúc mấy giờ? Chị bị lúc đó là 8 giờ mấy. Là đi làm về bị hả? 8 giờ 20 phút tối. Nhưng mà ví dụ như là chị đi làm về tự nhiên chạy ra nó cướp chị hay làm sao? Là cái bữa đó như thế này là chị đi xe 53 về. Đi xe 53 về thì chị tới ngay chỗ đó thì xe 53 đó nó stop, nó không có nó không có chạy nữa, nó những cái người hành khách ở trên xe đi xuống hết. Và đón chuyến xe ở phía sau. Nó có một cái việc gì đó nên nó không xe vịt được. Thì tất cả mọi người đi xuống xe hết, thì chị mới vừa đứng trong vòng một phút thôi thì chị mới thấy một đám con nít, nó chừng khoảng chừng dữ lắm là 16 tuổi thôi, 17 tuổi thôi là dữ lắm rồi. Ủa vậy là cái đám cướp đó là con nít chứ không phải người lớn? Con nít, nó chạy xe đạp và nó chạy tới đó. Xong xuôi rồi đó là cái nó mới là nó nói là hia cái gì? Xong rồi ở đây cứ hia là ở đây đó. Thì tất cả mọi người là kiểu như là cũng không quan tâm gì tới, thì một nhóm nó cũng cỡ chừng một chục đứa đó, thì nó chạy qua xong xuôi rồi á, thì tự nhiên có một thằng cỡ chừng 10 tuổi thôi ở đâu nó chạy lại đó mình không biết luôn. Nói chung là mình, nó làm cho mình không có dự bị được. Nhưng mà trời, em thì hồi đó vậy em không nghĩ bên này có cướp luôn á. Cái thằng đóng nó chừng cỡ chừng 10 tuổi thôi. Xong rồi nó lợi thì ở đây một đám mấy người xe buýt ở đây, người ta đang đứng ở đây nè. Lúc đó có nhiều người với chị không? Thì có ba bốn người thanh niên, nhưng nói chung mình cũng không để ý. Cái khoảng đó mình cũng không để ý, hiểu không? Nhưng mà đông người thì tự nhiên sao nó không cướp người ta đi cướp chị? Đông người đó là vậy như ai? Nói thật chị không hiểu luôn, là chị đang xách cái giỏ sách. Và nó chắc là nó nhìn chị là người Việt Nam, và cái ngày đó là ngày thứ 6 nữa. À, hay là chị xách giỏ túi hiệu, hay là do nhìn chị nhiều tiền hả? Không, chị không biết luôn là chị. Mà chị xách... có đung đưa điện thoại cho nó không hay chị là sao? Bỏ cái điện thoại vào trong túi của chị và chị gắn cái tay phone. Đó thì chị gắn tay phone thôi, là chị đeo cái túi xách ở tay của chị. Đó thì chị cũng không có để ý, không để ý luôn. Xong rồi tự nhiên nó lại nó giật cái túi xách của chị đi. Nó giật cái xách của chị đi thì chị vậy như nó giật chưa hết rồi chị mới níu lại được cái quai bên đây, chị mới giật lại. Nhưng mà lúc giật là mấy thằng giật chị? Chỉ có một thằng thôi. À, một thằng giật. Cái thằng được con nít đó. Và những người xung quanh không làm thôi. Gì hả? Để cho chị kể cho hết. Đó, xong rồi cái chị mới giật lại thì nó mới quát cái họng túi xách ra, thì cái điện thoại chị mới rớt xuống. À. Nó mới chụp cái điện thoại chị, nó chạy, thì mấy người ở đó người ta mới chụp cái áo của nó lại. À. Người ta mới chụp cái áo nó lại thì nó cởi cái áo ra, nó bỏ, nó chạy luôn. Cái gì ghê thì vậy bà? Mấy người này mới giết theo. Chị nhớ là ba người, mà cái người này nói thật ra là mấy cái người là ở bên Spain đó, là Tây Ban Nha đó. Spain đó. Thôi nói Tây Ban Nha đi bà. Nói Tây Ban Nha, có tiếng Anh. Tây Ban Nha đó. Người Tây Ban Nha đó. Rồi. Thì ba ông đó là xong rồi ổng chỉ nó lại đó. Rồi xong rồi hả là nó mới cởi áo ra, nó mới chạy luôn. Cái gì đó. Ghê vậy, làm giống như phim vậy, bên nước Anh mà làm như lỡ Việt Nam thì có cướp nữa mọi người. Ông mới dí theo nó, xong xuống mấy hai ông này mới dí theo nữa. Thì chị nghĩ là ba người đàn ông là dí theo một đứa con nít, vậy là chắc chắn là mình sẽ lấy được điện thoại. À, chị mới là... dí theo. À, ba ông đó đứng đuổi theo cái thằng đó cho chị đó, luôn. Xong xuôi chị mới dí theo, thì chị thấy từ cái bên góc bên kia đó, ở đâu chị không biết mà nó tủa ra mấy chục đứa luôn. Nó ào lại. Thiệt không bà? Nó ào lại, chị nói là nó cỡ chừng 30 đứa đó. Ủa? Nó ào lại và cái thằng đó đó là chị nghĩ nó chừng 20 tuổi, nó rút dao ra rồi nó nói mấy thằng kia, xong rồi nó ấy tay cho mấy kia ào tới, mấy này mới quay đầu lại, thì cái ông mà chạy lúc mà nắm cái áo nó bị lại đó,
nắm cái áo nó bị lại đó là cái ông đó cũng bị đờ. Nhưng mà cái đám đó là trắng hay đen? Đen hết. Wow, cái gì thế ghê vậy mọi người. Em nói thiệt, em nghe vậy em còn không tin chuyện này là thật nữa. Tại vì tự nhiên bên Đức Anh hiện đại như vậy mà bị cướp như vậy nữa. Nhưng mà dù sao thì chị đó cũng bị cướp, nên là đăng lên cho mọi người để giống như có đi qua con đường đó thì cẩn thận. Đường gì chị quên nữa rồi? Đường Oaken Road, đối diện với là Asda. Mà chị có nhớ mặt tụi nó không? Nhớ. Và chị có báo cảnh sát chưa? Lúc đó là chị báo cảnh sát, nhưng mà cảnh sát email kể là sự việc hết. À, nên là cuối cùng là chị đã email cho cảnh sát rồi. Như vậy bây giờ đang chờ quá trình thôi. Rồi, như vậy thì mọi người ơi, nếu mà mọi người có đi qua con đường đó thì mọi người nhớ cẩn thận nha. Hoặc là mọi người đi về trễ thì nhớ cẩn thận một tí. Tại vì chắc là họ nhìn người châu Á mình chắc là nhiều tiền mặt hoặc là xách túi hiệu. Vậy thì người Việt Nam mình hay dùng đồ hiệu á, thì mọi người nói cẩn thận một tí nha. Tại vì dù sao tháng 7 cô hồn cũng tới rồi. Thì chúc mọi người luôn bình an, sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền nha. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video này, và hẹn gặp mọi người trong những video tới. Nếu như mọi người thích những cái thông tin bên này cũng như những cái thông tin hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ em nha, và nhấn chuông chờ những cái video mới. Em cảm ơn.